Cũng bạn bè rồi anh em rồi kết nghĩa rồi mấy bộ son bển á, thì người ta nói chỉ cần bên đây đồng ý là tất cả chi phí họ lo hết, gia đình đừng quan tâm. Nhưng mà tính đi tính lại, tại vì cũng trong cái điều kiện khó khăn giờ đang Covid đó, rồi thứ hai là khi mình đem về phải vận chuyển máy bay, mà thấy đi thì khi mà họ hoàn á, giống như ư mà chí tài mình thấy như là đơn độc mà nằm ở trong cái kho hàng vậy đó, rồi vận chuyển tới lui rồi bốc lên bốc xuống đồ nọ, như mình thấy thôi cũng không an lòng. Thành ra mới đầu gia đình cũng thấy thôi để cho nó về, đặng mình cũng nhìn mặt. Nhưng mà khi về cái điều kiện xa xôi như vậy thường biến dạng cái mặt á, thành ra thôi mình để cho tất cả cái hình ảnh của nó đẹp cho trong mình, chứ để khi mình nhìn cái lúc đó thì thấy nó còn đau xót mà nó không được đẹp vậy đó. Thành ra thôi bây giờ gia đình cũng không đưa về. Rồi mấy anh em đồ, anh bển đồ, mấy bạn nó muốn đưa về cho gặp ba mẹ với con rồi nó đó. Nhưng mà cô với thầy tôi với vợ nó ái dân cũng quyết định thôi, bên bển làm hoàng xong rồi thiêu. Rồi vợ chồng có Việt Hương đó, Hà Việt Hương, thì nó là bây giờ nếu mà kịp á, thì khoảng bảy tây bà có người thân bển về thì người ta sẽ là giữ ôm giùm cho mình, rồi đi về tới sân bay ta gọi điện thì ta đưa cái cốt cho mình, rồi người ta bị đi cách ly á, cách ly 14 ngày rồi. Nhưng mà xong thì hàng tí tú rồi hôm nay rồi qua đủ chân rồi đó, Tại vì những người bạn của anh ở bên Mỹ đó. Rồi tại hàng tí tú cũng sinh cùng ngàn tháng một năm nó, thì nó đang qua nhà em của mình là người cậu thứ 10 á để chơi. Tại vì Noel với Tết Tây nè là nó nghỉ khoảng 10 ngày, rồi cậu nó mới điện nó là để cậu qua con chơi, thì nó nói là thôi để con qua cậu cho nó tiện, thì đang qua cậu chơi đó. Rồi đi chơi nó cũng điện hàng cái tú, nói chịu hôm kia nó điện là mày qua nhà cậu tao chơi luôn đi. Hàng cái tú nó đang công chuyện để coi, thì tối lại nghe tin đó đó. Rồi tối đó cô cũng nói chuyện với nó, lúc mình đang 12 giờ khuya là nó 12 giờ trưa, nó con đang đi ăn phở với gia đình cậu mẹ mà đang nhiều người quá, thôi để mai con với mẹ là nói bình thường chuyện. á, anh không có gì Không có gì chứ, nó khỏe mạnh lắm. vui vẻ Rồi xong là rồi về để mai con nói chuyện với mẹ nhiều, rồi xong đó là nó đi luôn đó. Trời, có nghe mà con đụng đờn đau mù. Ai cũng không ngờ chứ. Coi cái clip mà hai mẹ con em Thì coi như là nó mong nó làm, tôi tính làm khu vườn sinh thái đó, thì coi như nó làm ranh độ trơn đàng hoàng đó để mà giữ đất cho ông bà. Thì thôi nó muốn thì thôi về cho vậy là chôn trong bình tiên hết không? chắc để kế bên ông bà nội đó đó. Dạ. Cho ở đó có cháu đồ nọ.